Quý vị, kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây, 100% các tuyến cao tốc sẽ chỉ có thu phí tự động không dừng. Đây là quyết tâm của chính phủ giúp người dân lưu thông nhanh hơn, chống ùn tắc và công khai minh bạch nguồn thu phí dự án BOT. Những thông tin trên sẽ mở đầu cho chuyên mục Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày hôm nay. Như vậy là sau gần 2 tháng, tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng triển khai thí điểm chỉ thu phí không dừng. Thì tới đây, ngày 1 tháng 8, tất cả 10 tuyến đường cao tốc cả nước bắt đầu chỉ thu phí tự động không dừng trên toàn tuyến. Các trạm BOT trên quốc lộ sẽ chỉ còn một làn thu phí hỗn hợp. Hiện nay VTC và Taco đã bố trí tất cả các lực lượng tại các cửa ngõ, tại cái điểm thu phí hoặc là các cái cửa cao tốc để dán thẻ, bố trí dán thẻ cho các chủ phương tiện hoặc là các cái phương tiện mà không đủ điều kiện hay là các cái sự cố về thẻ thì đều có người tại các trạm thu phí để xử lý cho tức thì cho chủ phương tiện. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân đã phản ánh về những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ này trên cao tốc, như bị từ chối vì xe đã đăng ký thẻ ở đơn vị khác, xe không đi cũng bị trừ tiền khi qua trạm thu phí, hay tài khoản còn dư tiền nhưng barrier không mở, phải dừng lại xử lý trừ tiền sau, vân vân. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang kiểm tra những lỗi phát sinh của hệ thống thu phí không dừng và sẽ hoàn thiện quy trình dán, chuyển đổi thẻ, hoàn hủy tiền trong tài khoản thu phí. Dự kiến trước ngày 1 tháng 8 tới, các lỗi hay tồn tại bất cập sẽ được khắc phục xong. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho công ty Vec phối hợp với hai đơn vị cung cấp dịch vụ là VTC và VTC sẽ phối hợp với nhau để xây dựng cái quy chế phối hợp cũng như là lên được kịch bản các cái tình huống có thể xảy ra trong quá trình vận hành khai thác và rút kinh nghiệm những cái bài học rất là bổ ích của từ tuyến cao tốc nội phòng. Thì chúng tôi hy vọng là tuyến 4 tuyến của Vec với sự đồng thuận của người dân và tích cực của tham gia của các cơ quan liên quan thì chúng ta cũng sẽ là thành công như Hà Nội Hải Phòng. Điểm lưu ý đối với các chủ phương tiện là theo nghị định 100 NDCP sẽ bị phạt từ 2 cho đến 3 triệu đồng nếu như đi vào làn không dừng mà không sử dụng dịch vụ ETC. Cho đến thời điểm này, trên cả nước có khoảng 3,3 triệu trên tổng số 4,5 triệu xe đã dán thẻ thu phí tự động không dừng ETC. So với lượng ô tô trên cả nước, con số này đã đạt 72%. Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ có 90% ô tô trên cả nước dán thẻ sử dụng ETC. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã họp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí để yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chủ động ra soát, chấn chỉnh kiên quyết không để xảy ra hiện tượng kích hoạt thẻ ảo, đồng thời đã thống nhất một số giải pháp xử lý. Trong đó, các nhà cung cấp dịch vụ chủ động ra soát, liên hệ với các chủ phương tiện đã dán thẻ lâu ngày, các trường hợp hay gặp sự cố về nhận diện thẻ để kiểm tra, xử lý kịp thời, đảm bảo phương tiện lưu thông thông suốt qua các trạm thu phí. Cùng với đó là cung cấp các số điện thoại, đường dây nóng của các nhà cung cấp dịch vụ để các chủ phương tiện khi gặp vấn đề về lỗi thẻ hoặc các vấn đề khác liên hệ để được xử lý. Thẻ ETAT của công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC 19006010 hoặc 098628 1010. Thẻ EPAT của công ty cổ phần giao thông số Việt Nam 19009080 hoặc 098316 9188. Chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đối với các chủ phương tiện tham gia giao thông, mỗi khi di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội, không khỏi ngỡ ngàng ấn tượng trước hệ thực vật xanh tại đây. Hai bên đường hầm chui dài khoảng 200m được phủ xanh bởi hàng vạn cây cúc tần Ấn Độ. Tại khu vực này, cây xanh còn được trồng xen kẽ, tầng lớp bao phủ lấy nhau tạo nên một màu xanh mát mắt. Có thể nói, hệ thực vật ở khu vực hầm chui Trung Hòa giống như một lá phổi xanh thu nhỏ, giúp cho điều hòa không khí giữa những ngày hè oi bức. Hy vọng sẽ có thêm nhiều con đường như thế này để tạo nên những điểm nhấn, xây dựng một thủ đô xanh sạch đẹp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục triển khai phương án thí điểm phân luồng, tổ chức giao thông tại các nút giao ngã tư Sở, quận Thanh Xuân và Đống Đa, Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng và Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân và Cầu Giấy. Thời gian tiếp tục thí điểm sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 10. Cách đây hơn một tháng, Sở Giao thông Vận tải đã thí điểm tổ chức lại giao thông tại các nút giao là điểm nóng ùn tắc giao thông nói trên để theo dõi, đánh giá nhằm tìm ra phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.
Bản tin Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19, cúm A và đậu mùa khỉ đang có những diễn biến phức tạp trở lại. Chúng tôi rất mong mỗi người dân hãy luôn ghi nhớ thực hiện nghiêm yêu cầu biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn cho bản thân và cộng đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.